Hi there! I miss you guys so much. How are you? How about your learning English journey? Hope you're doing well. Today, we want to learn lesson number 13. But first of all, let's review our previous lesson. Xin chào các bạn có khỏe không ạ? Việc học tiếng Anh của các bạn như thế nào rồi ạ? Hy vọng là chúng ta đều chăm chỉ học từ vựng mỗi ngày nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học bài số 13. Nhưng mà trước khi đi vào bài số 13 thì chúng ta hãy cùng ghi lại những từ vựng ở bài số 12 nhé. So, let's go ahead and let's start it. Để củng cố lại bài cũ thì chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Trò chơi của chúng ta mang tên là lật ô chữ và luật chơi sẽ như sau. Trên màn hình sẽ hiển thị ra 12 ô chữ tiếng Việt. Nhiệm vụ của các em đó là dịch những từ tiếng Việt đó ra từ tiếng Anh. Các bạn đã chơi chưa nào? Và chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Ô chữ đầu tiên là khả năng. Khả năng là gì ạ? Cô sẽ gợi ý nha. Con mèo có khả năng nhìn xuyên đêm. Con mèo có khả năng nhìn xuyên đêm. Vậy thì khả năng là gì ạ? Khả năng là gì các em? Khả năng là ability. Ability. Con mèo có khả năng nhìn xuyên đêm. Vậy thì khả năng là gì? Khả năng là ability. Ability and ability. Từ số 2. Gọi điện đến là gì ạ? Gọi điện đến nói như thế nào trong tiếng Anh đây? Gọi điện đến. Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. 3, 2, 1. And time is up. Và đã hết thời gian. Gọi điện đến là gì ạ? Đó là Colin. Sếp của tôi đang gọi điện đến. He is calling in. Vậy thì gọi điện đến là gì ạ? Gọi điện đến là Colin. Từ số 3. Theo sát là gì ạ? Theo sát. Hãy theo sát việc học tiếng Anh nhé. Hãy theo sát việc học tiếng Anh nhé. Vậy thì theo sát là gì ạ? Theo sát là follow up. Từ số 4, duy nhất là gì? Anh là người duy nhất trong lòng em. Vậy thì duy nhất là gì? Duy nhất là unique. Anh là người duy nhất trong lòng em. Vậy thì duy nhất là gì? Duy nhất là unique. Từ số 5, cho phép là gì ạ? Cho phép là gì? Cô sẽ gợi ý nha. Tôi cho phép anh hẹn hò với con gái của tôi. Vậy thì cho phép là gì? Cho phép là gì các em? Đọc to giùm cô nào. Đó là Enable. Từ số 6. Điểm yếu là gì ạ? Điểm yếu của tôi là quá đẹp trai. Vậy thì điểm yếu là gì? Điểm yếu của tôi quá đẹp trai. Vậy thì điểm yếu là Weakness. My weakness is too handsome. Điểm yếu của tôi là quá đẹp trai. Vậy thì điểm yếu là gì? Điểm yếu là weakness. Từ số 7. Định kỳ là gì ạ? Khám sức khỏe định kỳ. Vậy thì định kỳ là gì? Định kỳ là periodically. Khám sức khỏe định kỳ. Vậy thì định kỳ là gì ạ? Định kỳ là periodically. Từ số 9. Trình bày, xuất trình hoặc là giới thiệu là gì ạ? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ. Bắt đầu. 3, 2, 1. Và đã hết thời gian. Trình bày, xuất trình hoặc là giới thiệu là gì ạ? Đó là present. Ca sĩ Phương Thanh sẽ trình bày bài hát Trống Vắng. Vậy thì trình bày là gì? Trình bày là present. Các bạn nhớ cho cô nha. Present vừa là danh từ và vừa là động từ. Động từ có nghĩa là trình bày đúng nào? Và danh từ có nghĩa là quà cáp hay là quà tặng. Từ số 9, trưởng phòng. Trưởng phòng là gì ạ? Trưởng phòng là gì nào? Trưởng phòng kinh doanh của công ty Unilever. Vậy thì trưởng phòng là gì? Trưởng phòng là gì các em? Trưởng phòng là department head. Trưởng phòng kinh doanh của công ty Unilever. Vậy thì trưởng phòng là gì? Trưởng phòng là department head. Tiếp theo là sẵn sàng cho là gì ạ? Lý Tiểu Long đã sẵn sàng cho cuộc chạy thi marathon 100m. Lý Tiểu Long đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua marathon 100m. Vậy thì sẵn sàng cho là gì? Sẵn sàng cho là be ready for. Sẵn sàng cho là gì ạ? Đó là be ready for. Từ số 11, lý lịch nền tảng là gì các em? Cô sẽ gợi ý ha.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà có một nền tảng âm nhạc tốt, Hoài Linh có một lý lịch sạch sẽ, vậy thì lý lịch hay là nền tảng là gì? Là gì các em? Đó là background. 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 Từ số 12, đơn xin việc là gì ạ? Đơn xin việc là gì? What does it mean in English? Đơn xin việc. Đơn xin việc của tôi đã bị công ty Pepsi từ chối. Đơn xin việc của tôi đã bị công ty Pepsi từ chối. Vậy thì đơn xin việc là gì? Đơn xin việc là gì ạ? Đó là application. 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 Đơn xin việc của tôi đã bị công ty Pepsi từ chối. Vậy thì đơn xin việc là gì? Đơn xin việc là application. Application. Từ số 13, sự tự tin. Sự tự tin là gì ạ? Làm bất kỳ điều gì thì chúng ta luôn luôn cần phải có sự tự tin thì mới thành công được, đúng nào? Vậy thì sự tự tin là gì? Sự tự tin là gì ạ? 3 giây suy nghĩ bắt đầu. 1, 2, and 3. Và đã hết thời gian. Sự tự tin là gì? Sự tự tin đó là confidence. 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 Chúng ta nhớ nha, làm bất kỳ điều gì thì chúng ta luôn luôn cần phải có sự tự tin. Vậy thì sự tự tin là gì? Đó là confidence. Confidence. Tiếp theo là thêm vào. Thêm vào là gì ạ? Thêm vào là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời bắt đầu. 3, 2, and 1. Và đã hết thời gian. Thêm vào là gì ạ? À, cho đáp án nào. Thêm vào là in addition to. In addition to. In addition to. Thêm vào là gì? Thêm vào là in addition to. Các bạn nhớ nha, in addition to nó cộng với một danh từ hoặc là một cụm danh từ. Từ số 15, do dự. Do dự là gì ạ? Do dự. Do dự là gì? Do dự là hesitant. 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 Anh ta có vẻ thích tôi nhưng anh ta lại do dự tỏ tình với tôi. Vậy thì do dự là gì? Do dự là hesitant. Hesitant. Và cuối cùng là chuyên gia hoặc là chuyên nghiệp. Từ này có nghĩa là gì trong tiếng Anh ạ? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ. 3, 2, and 1. Và đã hết thời gian. Đáp án của chúng ta đó là gì ạ? Chuyên gia hoặc là chuyên nghiệp đó là expert. 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 Sau khi mà tuyển dụng được nhân viên mới thì thường thường là các công ty sẽ phải đào tạo lại về kỹ năng làm việc cho nhân viên đó, đúng nào? Và đó cũng là chủ đề mà cô trò mình sẽ thảo luận ngày hôm nay. Thuê và đào tạo người lao động. Unit number 13. Hiring and training. Bài số 13. Đào tạo và tuyển dụng người lao động. Bài số 13 sẽ có các từ vựng chính như sau. Đầu tiên là conduct. 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 Vừa là danh từ và vừa là động từ. Danh từ có nghĩa là hành vi, động từ có nghĩa là thực hiện. Conduct, nó đồng nghĩa với behavior. Behavior là một danh từ có nghĩa là hành vi. Conductor có nghĩa là giám đốc hay là người chỉ huy. Và để ghi nhớ từ conduct thì các bạn ghi nhớ cho cô một cụm từ như sau. Đó là conduct a survey. Conduct a survey. Thực hiện khảo sát. Conduct a survey. Thực hiện khảo sát. Conduct a survey. Từ số 2, cối xay gió tạo ra năng lượng. Vậy thì tạo ra là gì ạ? Tạo ra là generate. 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 Chúng ta nhớ là nhấn âm số 1 nha. Generate. 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 Generate nó tương đương với create. Create có nghĩa là tạo ra. Vậy thì chúng ta có mấy động từ tạo ra? Có 2 động từ tạo ra, đó là generate và create. 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 Cối xay gió thì tạo ra năng lượng. Vậy thì tạo ra là gì? Tạo ra là generate hoặc là create. Generate hoặc là create. Từ số 3, thuê chiếc Mercedes để rước dâu. Thuê chiếc Mercedes để rước dâu. Vậy thì thuê là gì ạ? Thuê là hire. 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 Hire vừa là danh từ và vừa là động từ. Danh từ có nghĩa là sự thuê, động từ có nghĩa là thuê. Thuê chiếc Mercedes để rước dâu. Vậy thì thuê là gì ạ? Thuê là hire. Hire. Từ số 4, tôi rất là ngưỡng mộ ca sĩ Mỹ Tâm. Tôi rất là ngưỡng mộ ca sĩ Mỹ Tâm. Vậy thì ngưỡng mộ là gì ạ? Ngưỡng mộ là look up to. 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 Nó tương đương với admire. 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 Từ số 5, tôi lỡ yêu người cố vấn của tôi mất rồi. Tôi lỡ yêu người cố vấn của tôi mất rồi. Vậy thì người cố vấn là gì ạ? Người cố vấn là mentor. Mentor. Or. Or. Mentor, mentor.
Mentor. Mentor có nghĩa là người cố vấn hoặc là người hướng dẫn. Tôi lỡ yêu người cố vấn của tôi mất rồi, vậy thì người cố vấn là gì? Người cố vấn là mentor. Mentor. Number 6. Từ số 6, buổi biểu diễn của ca sĩ Lady Gaga sẽ diễn ra đúng lịch trình. Buổi biểu diễn của ca sĩ Lady Gaga sẽ diễn ra đúng lịch trình. Vậy thì đúng lịch trình là gì ạ? Đúng lịch trình là on track. On track. 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 On track. On track. Nó tương đương với stay on track. Stay on track. Từ số 7, number 7, Triệu Vy đã từ chối mức lương 1.000 đô để về quê chăn nuôi gà. Vậy thì từ chối là gì ạ? Từ chối đó là reject. 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 Triệu Vy đã từ chối mức lương 1.000 đô la để về quê chăn nuôi gà. Vậy thì từ chối là gì? Từ chối là reject. 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 Từ số 8, thất bại là mẹ của thành công. Thất bại là mẹ của thành công. Vậy thì thành công là gì? Thành công là success. Success. Chúng ta để ý nha. Success. 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 Thất bại là mẹ thành công. Vậy thì thành công là gì? Thành công là success. 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 Động từ của nó là succeed. 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 Có nghĩa là thành công hay là thịnh vượng. Tính từ của nó là successful. 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 Có nghĩa là thành công. Từ số 9, number 9, Bill Gates luôn luôn là người thúc đẩy và động viên tôi trở thành tỷ phú. Vậy thì thúc đẩy hoặc là động viên là gì? Thúc đẩy hoặc là động viên đó là motivate. 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 Bill Gates luôn luôn là người thúc đẩy và động viên tôi trở thành tỷ phú. Vậy thì thúc đẩy hoặc là động viên đó là gì? Đó là motivate. 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 Không giỏi tiếng Anh, không giỏi tiếng Nhật, không giỏi tiếng Hàn, cũng không giỏi chuyên môn, chắc chắn bạn sẽ bị tụt hậu so với lớp trẻ bây giờ đúng nào? Vậy thì tụt hậu là gì? Tụt hậu là fall behind. Fall behind. Fall behind. Or fall behind. 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 Fall behind. Từ số 11, mục tiêu của tôi là tới năm 2017 tôi sẽ có được 1 triệu đô la. Vậy thì mục tiêu là gì? Mục tiêu là object. 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 Mục tiêu của tôi là tới năm 2017 tôi sẽ có được 1 triệu đô la. Vậy thì mục tiêu là gì? Mục tiêu là object. Object. Object nó có nghĩa là mục tiêu hay là vật thể. Và object nó tương đương với goal. Goal có nghĩa là mục tiêu. Objective có nghĩa là khách quan. Vậy thì chủ quan là gì? Chủ quan là subjective. Từ số 12. Training session. Training session. Training session có nghĩa là phiên huấn luyện. Phiên huấn luyện là gì ạ? Phiên huấn luyện là training session. Training session. Trainer có nghĩa là huấn luyện viên. Trainer có nghĩa là huấn luyện viên. Trainee có nghĩa là thực tập sinh. Trainee. Now is time for practice. Let's play a game. Và bây giờ là thời gian luyện tập. Chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi nhé. Đó là lật ô chữ. Trên màn hình sẽ hiển thị ra 12 ô chữ bằng tiếng Việt. Các em sẽ có nhiệm vụ là suy nghĩ xem từ tiếng Việt đó sẽ tương ứng với từ tiếng Anh nào. Với mỗi câu hỏi thì các bạn sẽ có 3 giây để suy nghĩ và trả lời. Và trước hết thì chúng ta hãy cùng ôn lại tất cả những từ vựng của bài ngày hôm nay đã nhé. Đầu tiên là conduct. Conduct. Danh từ là hành vi, động từ là thực hiện. Vậy thì thực hiện khảo sát là gì? Thực hiện khảo sát là conduct a survey. Conduct a survey. Thực hiện khảo sát là gì ạ? Thực hiện khảo sát là conduct a survey. Chúng ta hãy cùng lặp lại theo cô nhé. Thực hiện khảo sát là gì? Thực hiện khảo sát là conduct a survey. Conduct a survey. Conduct a survey. Từ số 2, generate. Generate. Generate có nghĩa là gì? Có nghĩa là tạo ra, cối xay gió tạo ra năng lượng. Vậy thì tạo ra là gì? Tạo ra là generate. Generate. Có mấy động từ tạo ra ạ? Có hai động từ tạo ra đúng nào? Đó là generate và create. Generate và create. Từ số 3, thuê chiếc Mercedes để rước dâu. Vậy thì thuê là gì? Thuê là hire. Hire. Hire vừa là danh từ và vừa là động từ. Danh từ có nghĩa là sự thuê, động từ có nghĩa là thuê. Thuê chiếc Mercedes để rước dâu. Vậy thì thuê là gì các em? Thuê là hire. Hire. Từ số 4, tôi rất là ngưỡng mộ ca sĩ Mỹ Tâm. Vậy thì ngưỡng mộ là gì? Ngưỡng mộ là look up to. Look up to. Chúng ta hãy cùng nhắc lại theo câu nha. Tôi rất là ngưỡng mộ ca sĩ Mỹ Tâm. Vậy thì ngưỡng mộ là gì? Ngưỡng mộ là look up to. Look up to.
Look capture. Từ số 5. Tôi lỡ yêu người cố vấn của tôi mất rồi. Tôi lỡ yêu người cố vấn của tôi mất rồi. Vậy thì người cố vấn là gì các em? Người cố vấn là mentor. 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 Có nghĩa là người cố vấn hay là người hướng dẫn. Người cố vấn hoặc là người hướng dẫn là gì các em? Đó là mentor. Mentor. Từ số 6. Buổi biểu diễn của ca sĩ Lady Gaga sẽ được diễn ra đúng lịch trình. Buổi biểu diễn của ca sĩ Lady Gaga sẽ diễn ra đúng lịch trình. Vậy thì đúng lịch trình là gì? Đúng lịch trình là gì các em? Đó là on track. On track. On track. Hoặc là stay on track. Từ số 7. Triệu Vy đã từ chối mức lương 1.000 đô để về quê chăn nuôi gà. Vậy thì từ chối là gì? Từ chối là reject. 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 Từ chối hoặc là loại bỏ. Từ chối hoặc là loại bỏ là gì? Là reject. Reject. Triệu Vy đã từ chối mức lương 1.000 đô để về quê chăn nuôi gà. Vậy thì từ chối là gì? Từ chối là reject. Reject. Từ số 8. Thất bại là mẹ của thành công. Vậy thì thành công là gì? Thành công là success. Success. Chúng ta hãy cùng lặp lại theo cô nha. Thất bại là mẹ của thành công. Vậy thì thành công là gì? Thành công là success. 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 Thất bại là mẹ của thành công. Vậy thì thành công là gì? Thành công là gì các em? Đó là success. Success. Tiếp theo là training session. Training session có nghĩa là gì ạ? Training session. Training session có nghĩa là phiên huấn luyện. Training session. Training session. Từ số 10. Bill Gates luôn là người thúc đẩy và động viên tôi trở thành tỷ phú. Bill Gates luôn là người thúc đẩy và động viên tôi trở thành tỷ phú. Vậy thì thúc đẩy hoặc là động viên đó là gì các em? Là gì à? Đọc to dùng câu nào? Đó là motivate. 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 Bill Gates luôn là người thúc đẩy và động viên tôi trở thành một tỷ phú. Vậy thì động viên hoặc là thúc đẩy là gì? Đó là motivate. 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 And motivate. Từ số 11. Không giỏi tiếng Anh, không giỏi tiếng Nhật, không giỏi tiếng Hàn, cũng không giỏi chuyên môn, chắc chắn bạn sẽ bị tụt hậu so với lớp trẻ bây giờ. Vậy thì tụt hậu là gì các em? Tụt hậu là gì ạ? Đó là fall behind. Fall behind. Fall behind. Tụt hậu là gì? Tụt hậu là fall behind. Fall behind. Từ cuối cùng. Mục tiêu của tôi là tới năm 2017 tôi sẽ có 1 triệu đô la. Mục tiêu của tôi là tới năm 2017 tôi sẽ có được 1 triệu đô la. Vậy thì mục tiêu là gì? Mục tiêu là gì các em? Mục tiêu là gì ạ? Đó là object. Object. Mục tiêu của tôi là tới năm 2017 tôi sẽ có được 1 triệu đô la. Vậy thì mục tiêu là gì? Mục tiêu là object. 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 Mục tiêu hoặc là vật thể. Mục tiêu hoặc là vật thể đó là object. 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 Vậy là chúng ta đã ôn bài xong, hãy cùng chơi game nhé. Ô chữ đầu tiên đó là hành vi, thực hiện. Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. 3, 2, 1. Và đã hết thời gian. Hành vi thực hiện có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là gì trong tiếng Anh các bạn? Thực hiện khảo sát là gì ạ? Thực hiện khảo sát là conduct a survey. Conduct a survey. Vậy thì hành vi hoặc là thực hiện nó là conduct. 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 Vừa là danh từ và vừa là động từ. Danh từ có nghĩa là hành vi, động từ có nghĩa là thực hiện. Conduct. Conduct. Từ số 2, tạo ra. Cô sẽ gợi ý thêm một chút xíu nữa nha. Cối xay gió tạo ra năng lượng. Vậy thì tạo ra là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. 1, 2, and 3. Và đã hết thời gian, tạo ra là gì ạ? Tạo ra là gì các em? Cối xay gió tạo ra năng lượng. Vậy thì tạo ra là gì? Tạo ra là generate. 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 Vậy thì chúng ta có mấy động từ tạo ra? Có mấy động từ tạo ra? Có 2 động từ tạo ra đúng nào? Đó là gì? Đọc to dùng câu nào? Đó là generate và create. Generate và create. Từ số 3. Sự cho thuê hoặc là thuê. Sự cho thuê hoặc là thuê là gì các em? 3 giây dành cho các bạn, bắt đầu. 3, 2, and 1. Và đã hết thời gian, đáp án là gì ạ? Đó là hire. Hire. Thuê chiếc Mercedes để rước dâu. Vậy thì thuê là gì? Thuê là hire. 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 Ô chữ số 4 đó là ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ là gì? Tôi rất là ngưỡng mộ ca sĩ Mỹ Tâm. Vậy thì ngưỡng mộ là gì ạ? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu.
3, 2, and 1. Và đã hết thời gian. Ngưỡng mộ là gì các em? Tôi rất là ngưỡng mộ ca sĩ Mỹ Tâm. Vậy thì ngưỡng mộ là gì? Đó là look up to. Look up to. Look up to. Ngưỡng mộ là gì ạ? Ngưỡng mộ ca sĩ Mỹ Tâm. Vậy thì ngưỡng mộ là look up to. Look up to. Từ số 5, thành công. Thành công là gì ạ? What does it mean in English? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời. Bắt đầu. 1, 2, and 3. Và đã hết thời gian. Thành công là gì ạ? Thất bại là mẹ thành công. Vậy thì thành công là gì? Đó là success. Success. Thất bại là mẹ thành công. Vậy thì thành công là gì các em? Thành công đó là success. Success. Success and success. Từ số 6, mục tiêu hoặc là vật thể. Mục tiêu của tôi là tới năm 2017 tôi sẽ có được 1 triệu đô la. Mục tiêu của tôi là tới năm 2017 tôi sẽ có được 1 triệu đô la. Vậy thì mục tiêu là gì? 3 giây dành cho các bạn, bắt đầu. 3, 2, and 1. Và đã hết thời gian, đáp án là gì ạ? Mục tiêu của tôi là tới năm 2017 tôi sẽ có được 1 triệu đô la. Vậy thì mục tiêu là gì? Mục tiêu đó là object. 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 Có nghĩa là mục tiêu hoặc là vật thể. Object. Object. Ô chữ số 7, tụt hậu. Tụt hậu là gì ạ? Không giỏi tiếng Anh, không giỏi tiếng Nhật, không giỏi tiếng Hàn, cũng không giỏi chuyên môn, chắc chắn bạn sẽ bị tụt hậu so với lớp trẻ bây giờ. Vậy thì tụt hậu là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. 3, 2, and 1. Và đáp án là gì ạ? Tụt hậu là gì? Tụt hậu là fall behind. Fall behind. Fall behind. Từ số 8, thúc đẩy động viên. Thúc đẩy động viên. Bill Gates luôn là người thúc đẩy và động viên tôi trở thành 1 tỷ phú. Vậy thì thúc đẩy và động viên là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ và trả lời, bắt đầu. 1, 2, and 3. Và đã hết 3 giây. Bill Gates luôn là người thúc đẩy và động viên tôi trở thành 1 tỷ phú. Vậy thì thúc đẩy hoặc là động viên là gì các em? Đó là motivate. 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 Ô chữ số 9, phiên huấn luyện. Phiên huấn luyện là gì ạ? Phiên huấn luyện là gì các em? Phiên huấn luyện đó là training session. Training session. Training session. Training session. Từ số 10, người hướng dẫn. Tôi lỡ yêu người cố vấn của tôi mất rồi. Người hướng dẫn hoặc là người cố vấn. Tôi lỡ yêu người hướng dẫn hoặc là người cố vấn của tôi mất rồi. Vậy thì người hướng dẫn hoặc là người cố vấn là gì các em? 3 giây dành cho các bạn, bắt đầu. 1, 2, 3. Và đã hết thời gian. Người hướng dẫn là gì ạ? Tôi lỡ yêu người hướng dẫn hoặc là người cố vấn của tôi mất rồi. Vậy thì người hướng dẫn là gì? Người cố vấn là gì các em? Đó là mentor. 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 Người hướng dẫn là gì ạ? Đó là mentor. 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 Từ số 11, đúng lịch trình. Đúng lịch trình. Buổi biểu diễn của ca sĩ Lady Gaga sẽ diễn ra đúng lịch trình. Vậy thì đúng lịch trình là gì? Đúng lịch trình là gì ạ? 3 giây dành cho các bạn, bắt đầu. 3, 2, 1, and time is up. Và đã hết thời gian. Buổi biểu diễn của ca sĩ Lady Gaga sẽ diễn ra đúng lịch trình. Vậy thì đúng lịch trình là gì ạ? Đó là on track. On track. On track. On track. On track. Ô chữ cuối cùng đó là từ chối hoặc là loại bỏ. Từ chối hoặc là loại bỏ. Cô sẽ gợi ý ha. Triệu Vi đã từ chối mức lương 1.000 đô để về quê chăn nuôi gà. Vậy thì từ chối là gì? Các bạn có 3 giây để suy nghĩ. 1, 2, and 3. Và đã hết thời gian. Triệu Vi đã từ chối mức lương 1.000 đô để về quê chăn nuôi gà. Vậy thì từ chối là gì? Từ chối là reject. 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 Có nghĩa là từ chối hoặc là loại bỏ. Từ chối hoặc là loại bỏ là gì các em? Đó là reject. 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 So we finish here. Hope you guys like this. Chúng ta kết thúc bài học ở đây nhé. Chúc các bạn có một ngày thật là tuyệt vời. Và đừng quên là tham gia vào bài học tiếp theo cùng cô Elena nhé. I'll be waiting for you there. Cô sẽ luôn chờ đợi các bạn ở đó. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Goodbye and see you there.